xưa đến nay và mãi mãi về sau, thì vấn đề sanh tử vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề sống chết đã đổ biết bao nhiêu nước mắt, con khóc cha, cha khóc con, vợ khóc chồng, chồng khóc vợ, thì chúng ta biết. Và hiện tại nếu mà để quý vị đọc kể công cha mẹ chắc chúng ta khóc nữa. Nhưng chúng ta phải hiểu cái vấn đề sanh tử cho rõ, để mình nên khóc, buồn, lo hay nên mừng. Đó là vấn đề quan trọng nhất của Đạo Phật. Vì vấn đề sanh tử, vấn đề khổ đau, vấn đề hiểu lầm mà Thái Sĩ Địa Đạt Ta mới ra đời và tìm con đường rõ ràng cho chúng ta, thì chúng ta phải tìm hiểu. Chứ không phải cha mẹ mất rồi mình khổ đau mình khóc, khóc cũng không giải quyết vấn đề. Mà cha mẹ chết có phải là một điều đau khổ hay không, hay là một điều sung sướng hạnh phúc, thì cái đó mình phải hiểu rõ. Và chẳng những cha mẹ mà tới phiên mình nữa, lần lượt rồi chúng ta phải ra đi. Cái đó là một điều rất hiển nhiên trong cuộc sống của chúng ta. Đức Phật Thích Ca 80 tuổi cũng phải chết dưới hai cây sa la song thọ thôi. Nhưng có một cái không hề chết, thì nó ở đâu? Nó ở ngay trong sắc thân này. Thì chúng ta phải tìm hiểu nó. Thì tất cả 62 tôn giáo thời Thái tử Siddhartha thì người ta tu, ta cũng muốn chấm dứt vấn đề sanh tử. Nhưng thật ra không chấm dứt được, mà chỉ thay thế vấn đề sanh tử. Chúng ta kêu là chuyển nghiệp, chuyển cái thấp lên cái cao, chuyển từ địa ngục lên ngạ quỷ, ngạ quỷ lên súc sanh lên Atula, rồi lên cõi người, cõi trời, rồi trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc. Thì hãy cõi, cõi trời càng cao chừng nào thì sự sung sướng hạnh phúc càng tương đối đầy đủ chừng nấy. Nhưng vẫn nằm trong vấn đề sanh tử. Đó là một điều mà 62 tôn giáo thời Thái tử Siddhartha đã lầm. Thì Thái tử Siddhartha không muốn chuyển nghiệp, không muốn con đường tiến hóa lẫn quẩn nữa. Ngài muốn làm sao chấm dứt nghiệp, tức là không còn phải sanh tử nữa. Chứ còn sanh tử vào cõi tốt, tiến hóa vào cõi cao, hạnh phúc đối với đau khổ, thì cái đó là một cái trái hình của sự đau khổ thôi. Nhưng tất cả tôn giáo đều không tìm thấy con đường chấm dứt nghiệp, phi nghiệp. Thì có Thái tử Siddhartha sau 49 ngày thiền định, Ngài thấy được con đường chấm dứt sanh tử, tức là phi nghiệp, thì phải đắc quả A-la-hán. Mà đắc quả A-la-hán Ngài còn chưa dự ý nữa. Phi nghiệp là niết bàn tịch tịnh cho cá nhân thôi, đó là A-la-hán. Còn tất cả bao nhiêu chúng sanh, bà con quyến thuộc, loài cầm thú còn đang đau khổ triền miên trong vấn đề mờ mờ. Tôi dùng chữ mờ mờ trong Đạo Phật kêu là vô minh, không sáng. Thành ra Ngài muốn rằng tất cả chúng ta đều phải thành Phật, đều phải chấm dứt luân hồi sinh tử, không có chuyển nghiệp nữa, không có thay thế cái nghiệp ác, nghiệp ngu si, thô tháo thành cái nghiệp thiện, nghiệp di tế. Thiện cũng làm cái xiềng vàng, còn ác là cái xiềng cây, xiềng sắt, thì vẫn nằm trong cái xiềng thôi. Ngài muốn chúng ta phải phi nghiệp, tức là không còn mang một cái xiềng, không còn dính mắc vào cảnh giới nào hết. Thì cái đó là Đạo Phật. Nhưng mà Đạo Phật tiểu thừa chỉ độ cho cá nhân mình thôi, rồi sau đó làm thầy giáo phải phát Bồ Đề Tâm để cứu độ tất cả chúng sanh trong vô lượng cõi, vô lượng pháp giới, để rồi thành Như Lai, thành Phật như Ngài. Nhưng ác nghiệt thai là chúng ta đã quen cái thói cải sửa rồi,
khó mà qua sự nhận lại. Chúng ta đã quen cái khuôn khổ, cái lề lối tu tập, kêu là cái tập khí mà trong Tứ Diệu Đế Ngài đã nói. Khổ, Ngài kể ra tám khổ. Một là sanh, hai là già, ba là bệnh, bốn chết, năm thương yêu xa lìa, sáu thù ghét gặp gỡ, bảy là ham muốn, tám là do có sắc thân này mà đau khổ. Thì người ta lầm là đạo Phật là đạo chán đời. Bể khổ mênh mông sống lục trời, khách trần chèo một lá thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, mà xem lại cùng trong biển khổ thôi. Lầm, một cái lầm rất lớn. Đức Phật phân biệt để thấy rằng ở cõi nào cũng nằm trong khổ. Cầu cõi trời hưởng hạnh phúc thì đó cũng là một cái trá hình của đau khổ. Nhưng chúng ta đặt vấn đề làm sao thoát khổ thì chính cái đó là tiếp tục con đường đau khổ nữa. Cũng như thế giới bây giờ đang đặt vấn đề thế giới cấp tận thế, chiến tranh thứ ba sắp xảy ra, và các nhà bác học còn dám tuyên bố rằng 21 tháng 12 năm nay là tận thế, gây một cái vấn đề xào xáo, một cái vấn đề sợ chết cho tất cả mọi người. Thì Liên Hợp Quốc mới tìm cách là giải quyết vấn đề. Thì Đức Phật đã nói từ xưa rồi, giải quyết vấn đề là một cái lầm lớn, một cái sai lầm. Đặt vấn đề là đã sai lầm rồi, mà muốn giải quyết vấn đề là thêm một cái sai lầm nữa. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Bây giờ ai cũng có vấn đề khổ, có vô số vấn đề khổ, mà mình không tìm từ đâu mà có vấn đề, mà đặt vấn đề rồi chấp nhận vấn đề, tìm cách giải quyết vấn đề. Đó là một cái ngu si, một cái sai lầm. Mà chúng ta đã quen vấn đề rồi, quý vị thức dậy là có vô số vấn đề. Vấn đề ăn, vấn đề mặc, vấn đề ở, vấn đề bệnh, vấn đề cha mẹ, vấn đề con cáo, vấn đề chiến tranh, đủ thứ vấn đề. Mà thật sự có vấn đề hay không? Thì chúng ta theo Đức Phật trả lời là nó không có vấn đề. Nó chỉ là năng lực thôi, mà đạo Phật kêu là thức biến. Tam giới duy tâm mà dạng pháp duy thức. Như vậy thì làm sao mà giải quyết vấn đề sống chết? Thì chúng ta thường lầm là chấp nhận vấn đề, mà chúng ta quên rằng Đức Phật hỏi từ đâu mà có vấn đề, vấn đề từ đâu mà phát hiện. Cái đó là cái chánh. Nếu mình thấy cái tiến trình ra, đặt ra vấn đề thì vấn đề không còn nữa. Vấn đề là bởi vì mình mờ mờ. Tôi cho một cái thí dụ thì quý vị biết liền. Thí dụ trong đêm tối. Đêm tối thì nó mờ mờ, tranh tối tranh sáng, nửa tối. Mình đi ở ngoài đường, mình thấy cái khúc cây dài. Mình không biết đó là khúc cây hay là con rắn, bởi vì trời nó mờ mờ. Mà mờ mờ đạo Phật cứ là vô minh. Thì bây giờ có vấn đề. Bây giờ mới có vấn đề. Vấn đề là do cái gì? Do cái mờ mờ, do cái vô minh mà có vấn đề. Chúng ta bây giờ rất là vô minh, nghe một cái gì là không tìm hiểu cho rõ ràng. Cái mờ mờ, cái tin hoặc là không tin. Mà tin là một cái sai lầm, mà không tin cũng lại là sai lầm. Chỉ khi nào chúng ta kiếm cái đèn, nếu mà mờ mờ chúng ta mới đặt vấn đề là bây giờ nên chạy trốn. Nó là con rắn không chừng. Không chừng là con rắn chứ không phải là con rắn thật sự. Không biết nó là cái gì, nó giống như khúc cây mà giống như con rắn, giống này kia, bắt đầu la lên, hoặc chạy đi kiếm đèn, hoặc kêu gọi người ta đem cây đến đập nó. Thì biết bao nhiêu vấn đề, biết bao nhiêu cách để mà đối xử với cái khúc cây hay con rắn mờ mờ đó. Nhưng mà nếu có cái đèn ra sáng tỏ thì đạo Phật kêu đó là trí tuệ. Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là khúc cây. Mà khi thấy rõ ràng rồi thì không có vấn đề. Không có vấn đề. Chúng ta có thể lợi gần khúc cây. Hồi nãy thì nghi nói là rắn mình lợi nó cắn mình chết. Bây giờ thấy rõ thì vấn đề là
đem đèn lại hay là đập con gốc cây này hay là kiếm cách chạy trốn nó đều không còn nữa. Thì không còn nữa là không dính mắc. Thì không dính mắc là niết bàn. Niết bàn nó dễ như vậy thôi. Mà nếu mình còn mờ mờ là còn vô minh, mà vô minh thì có nhiều vấn đề, mà vấn đề là đau khổ. Bất cứ vấn đề nào cũng đau khổ hết. Vấn đề ác đau khổ đã đành, mà vấn đề thiện cũng đau khổ nữa. Mà rõ nhất là thiện ác đều không có vấn đề. Nó là chân không, nó là năng lực. Mà năng lực là gì? Nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Nó là cái nền tảng tạo ra tất cả. Thành ra quý vị cái khóc cha khóc mẹ, cứ đau đớn kể lể những cái kỷ niệm. Kỷ niệm là đau khổ. Kỷ niệm vốn không thật có. Kỷ niệm là gì? Là sống với quá khứ, sống với cái đã qua rồi. Trời ơi, lúc mẹ tôi còn sống tân tiêu, tôi lo lắng cho tôi đủ thứ, tôi đau khổ, mẹ tôi an ủi tôi. Bây giờ mẹ tôi chết rồi, ai an ủi tôi, ai lo lắng cho tôi, ai khuyên lơn tôi? Rồi tôi nói là tôi thương mẹ, nhưng người có kỹ có phải thương mẹ hay không? Bây giờ không ai dìu dắt tôi, không ai khuyên lơn tôi, không ai lo lắng cho tôi không à, chứ đâu có mẹ. Thế là thương thân tủi phận mà không hay. Thì cứ nói mình có hiếu, mình thương cha mẹ, thật ra mình thương mình. Đó là vấn đề khó khăn nhất mà tôi thường kể câu chuyện của vua Ba Tư Nặc với bà Mạc Lợi Phu Nhân đấy. Thì đó là không phải riêng của bà Mạc Lợi Phu Nhân mà là của chúng ta, của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nói thương cha, thương mẹ, thương đủ thứ hết, nhưng mà thật sự là thương cái cô đơn của mình. Từ nhỏ cha mẹ lo cho mình từ chút, hồi nãy giờ có cô gì đọc đó. Rồi sống với cha mẹ lo từ chút hết. Thành ra khi cha mẹ chết rồi mình mất cái tình thương, mất cây gậy. Mình nghĩ tới cái kỷ niệm xưa, vì cái kỷ niệm xưa đó, quá khứ, mà quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chỉ có cái hiện tại là mình đang đau khổ. Mà đau khổ là thương cha, thương mẹ, mà thật sự là thương mình. Chúng ta phải thấy cái chỗ đó, chúng ta mới biết về đạo Phật. Như vậy làm sao cứu cha mẹ? Thì chúng ta nên biết trong cái sanh tử này có một cái bất sanh, có một cái không hề chết. Thì ngay bây giờ mình phải tìm hiểu nó, rồi mình mới biết cha mẹ mình ở đâu. Và nếu mình có đắc quả thì mình sẽ biết cha mẹ mình bây giờ cái linh hồn nằm ở đâu, thì mình mới cứu độ được. Còn cứ ngồi đó khóc lóc và làm sao mà giải quyết vấn đề nè trời. Vậy là phải tìm hiểu vấn đề từ đâu mà có. Có vấn đề mới có luân hồi sanh tử, mới có đau khổ. Mà không vấn đề cái đau khổ không có. Mà vấn đề là do gì? Do cái lờ mờ. Thì bắt đầu chúng ta đi vào cái xác thân của chúng ta để tìm hiểu vấn đề. Nghe, vấn đề nó phát hiện từ ngay cái xác thân. Mà xác thân của chúng ta đó thì nó có ba phần. Một là thân nghiệp, hai là miệng nghiệp, chúng ta thường kêu là khẩu nghiệp, ba là ý nghiệp. Thân là xác thân, quý vị dễ hiểu rồi. Và miệng thì quý vị biết rồi, cái miệng không dành nó mó méo tứ tung thì nó tạo ra nhiều cái nghiệp ăn. Cái bệnh đau là do cái miệng vô, mà cái tai họa khiến cho người ghét mình là do cái miệng ra. Thành ra trời xanh hai mắt hai tai mà có một cái miệng à, chịu nó còn không nổi đấy. Thành ra cái ý nghiệp là quan trọng, cái miệng nghiệp là quan trọng. Nhưng mà gặp tới đạo Phật rồi cái miệng không quan trọng. Cái miệng là cái tai sai của cái tâm, là cái ý. Thành ra chúng ta phải hiểu cái sai lầm của mình. Thì thường thường ta nói cái lưỡi không xương trong đường lắt léo, cái miệng không dành nó mó méo tứ tung. Cái thân bệnh là do miệng vô, mà
cái tai họa là do miệng ra thì đúng, nhưng mà chưa đúng lắm. Cái tai họa chính là cái tư tưởng của mình, cái ý nghĩ mờ mờ sai lầm này đã đưa đến cái sự đau khổ. Thành ra sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, tôi kể nãy không có đem cái khổ cho ai hết. Nhưng mà chính cái tập đế mới là cái khổ. Tập đế là gì? Tập đế là tâm. Tâm là gì? Tâm là linh hồn. Linh hồn là gì? Chúng ta cứ chạy vòng vòng, phải không? Linh hồn là tư tưởng. Thì đúng là cái tâm là cái hiểu biết, cái nhận thức, cái sự phân biệt của chúng ta. Nếu cái sự phân biệt đúng đắn rõ ràng thì kêu đó là chân tâm. Cái sự phân biệt mờ mờ thì kêu là vọng tâm. Hai cái nó giống hệt thôi. Thành ra tôi cho một cái ví dụ để quý vị hiểu, để rồi chúng ta từ cái vọng tâm chúng ta nhận lại cái chân tâm, chứ không phải đi tìm đâu. Từ cái sắc thân này thì Đức Phật ví dụ nó giống như hai ly nước vậy. Một cái ly nước có cạn cáo, một cái ly nước không cạn cáo, tức lọc rồi hoàn toàn trong. Thì nếu chúng ta để hai cái ly nước gần nhau mà đừng nhúc nhích nó, thì những cái cạn cáo nó lóng xuống dưới đáy. Còn cái ly kia không có cạn thì để hoài nó cũng vậy thôi. Nhưng mà khi nó lóng rồi, hai cái ly quý vị phân biệt không được, không biết ly nào có cạn cáo và ly nào mà không cạn cáo. Nhưng khi đụng chuyện lắc hai cái ly rồi thì mới dễ biết cái nào là chân tâm, cái nào là vọng tâm. Cảnh cáo đây là tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, học hỏi, tội phước của chúng đã chứa như hình thức lợn cợn của cảnh cáo. Tôi nói ví dụ thôi nha, nó không phải, nhưng mà chúng ta có thể nhận được trong cái con người của chúng ta. Thành ra nếu chúng ta trở về cái ly nước không cạn cáo, đó là chúng ta theo con đường Phật. Còn chúng ta lấy cái ly nước cạn cáo đã lóng xuống rồi, chúng ta lầm cái đó là chân tâm, thì trong đạo Phật kêu là ngũ ấm ma. Mà cái ly nước có cạn cáo thì đạo Phật chia ra 62 tôn giáo thời đó là ba cõi. Một là cõi dục, tức là ham muốn dục vọng bằng cái sắc thân của vị ngồi đây. Quý vị nhận nó rất dễ, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Thì cái sắc thân này sẽ ăn sắc, tài, danh, lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Cái này quý vị nhận một cái dễ dàng thôi. Thì sau khi quý vị chết, quý vị sống đó thì hai con mắt là ghèn, hai lỗ tai cứt rấy, mà cái lỗ mũi cứt mũi, cái miệng là đồm nhớt hôi rình, cái sắc thân mồ hôi và đường tiêu dùng tiểu hôi thối. Rồi chết rồi, để năm ba bữa thì nó phải sình, phải thối, phải thiêu hoặc phải chôn. Thì cái đó kêu là dục của dục giới, tức là có vợ chồng, có dự giao hợp với nhau, có con cái, có sanh đẻ, mang nặng đẻ đau, là cõi bây giờ của chúng ta. Giờ còn cái cõi thứ hai là cõi trời sắc giới. Cõi này là quý vị giữ năm giới, còn bốn đường ác đó là không có giới nào hết. Thì cái tư tưởng nó quá đê tiện, nó giao cấu vợ chồng loạn lưng, không có lương lý gì hết. Tới cõi người thì bắt đầu có sự đắn đo, nhưng mà chưa có kinh nghiệm. Tới cõi trời dục giới bắt đầu có kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhiều thì đó kêu là tưởng, mà tình dục nhiều thì đó kêu là tình. Tình tưởng hay là cảm giác và tư tưởng. Thì tới cõi trời sắc giới là cái tưởng nó cao, cái tình nó ít. Thành ra cõi trời sắc giới là phải giữ tám giới. Ba cái sau là ba cái hạnh: không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, không nghe xe mát múa, không trang điểm phấn son. Thì quý vị thấy ở đây là quý vị khó giữ đấy. Giữ cái đó thì quý vị mới nhập thiền được. Còn cõi trời dục giới thì nhập chừng 5 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Còn cõi kia người ta nhập có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm.
Thì tôi kể sơ thôi ha, hãy gặp nhau nhiều, tôi đi sâu nữa. Tôi càng ngày càng đi sâu diễn rõ để quý vị thấy trong cuộc sống của quý vị mà dính mắc vào đó thì quý vị sẽ thanh về cảnh giới đó. Nó có những cảnh giới là thân sao tâm y như vậy, còn có những cảnh giới thân là thân người mà tâm trời dục giới, tâm trời sắc giới, tâm trời vô sắc. Thì chết rồi cái thân trời, thân người này phải sanh về cõi trời cái tâm sắc giới, thân sắc giới luôn. Như Đức Phật sanh ra đây là thân, là thân cõi người, nhưng mà tâm là tâm Phật. Rồi nếu chúng ta đắc cõi trời sắc giới thì thân là thân người mà tâm là tâm cõi trời sắc giới. Hết cái tuổi thọ chúng ta mới sanh về cõi trời sắc giới được. Còn nếu cõi trời sắc giới, thân là thân trời sắc giới mà cái tâm nó sa đọa xuống cõi người thì hết cái phước của cõi trời phải xuống làm người hoặc làm trâu bò. Quý vị phải tham thiền cỡ đó cho rõ. Tôi thường nói thí dụ như là cái tâm chúng ta là cái dòng điện, thì cái thân là cái bàn ủi chẳng hạn, thì nó sẽ cho sức nóng, nhưng mà cái linh hồn vẫn là luồng điện. Rồi khi nó phát hiện trong bóng đèn thì cái thân nó khác, nhưng bên trong vẫn là cái luồng điện. Rồi khi nó phát hiện trong quạt máy thì vẫn là luồng điện đó, nhưng mà hình tướng nó khác nhau. Thì chúng ta cũng vậy. Nhưng tôi ở đây thì thân tôi là thân người, nhưng mà tâm tôi mà tôi giữ tám giới, tôi nhập sơ thiền được, thì khi tôi chết tôi mang xác thân cõi trời sắc giới, sống bằng hào quang, không ăn đoàn thực nữa, tôi ăn bằng cái hỷ lạc. Hỷ lạc là gì? Hỷ lạc, hỷ là cái mừng, lạc là cái vui. Thì hai cái nó hơi khác, vì để ý, hỷ là cái sắc thân bên ngoài, lạc là cái sắc thân bên trong. Chúng ta có ba thân tất cả. Cái thân bên ngoài tôi đã nói rồi, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Còn sắc thân bên trong, quý vị để ý thì nhận được, nhưng mà hơi khó một chút. Đó là các dây thần kinh cảm giác. Thí dụ con mắt, thì đó là sắc thân bên ngoài. Dây thần kinh thị giác là sắc thân bên trong. Lỗ tai thì cái duy thức đó thì kêu phù trần căn tỉnh sắc căn. Tôi dùng cho nó dễ hiểu. Phù trần tỉnh sắc quý vị phải học qua duy thức. Tôi chỉ dịch là thân bên ngoài, quý vị thấy nó dễ. Còn cái lỗ tai thì đó là thân bên ngoài. Còn dây thần kinh thính giác là thân bên trong. Quý vị không thấy dây thần kinh đâu. Rồi cái lỗ mũi thì là thân bên ngoài. Còn dây thần kinh nối từ cái gai mũi lên trên ốc, đó là thần kinh khứu giác. Cái lưỡi cũng vậy, có thần kinh vị giác. Cái thân thì dễ nhận nhất. Thì quý vị nhìn cái thân vậy đó là thân bên ngoài. Còn tất cả những sợi dây gân, chích gân đó, thì đó là thân bên trong. Thân bên ngoài thì nó ít đau nhất, thân bên trong nó đau nhất dữ lắm. Quý vị có răng mà ê, đó là đau cái răng bên ngoài, cái thân bên ngoài. Mà khi cái tủy nó nhức thì đây là cái thần kinh bên trong. Quý vị chích thịt thì nhức ít, mà chích gân mà nó phù một cái rồi quý vị nhức chết luôn. Phải lấy nước ấm ấm làm cho cái lỡ áp xe gì đó. Thì chúng ta phải theo dõi, chúng ta mới biết mình có cái thân thứ hai. Mà khi mình không dính mắc, tập trung kỹ mạnh lâu sau vào cái thân thứ nhì, không còn sống cái thân thứ nhất nữa, thì đó là cõi trời sắc giới. Thì cái thân này nó sống lâu lắm. Thì trong duy thức quý vị nghe nói đó, khi mình chết rồi thì cái thân bên ngoài chết, còn thân bên trong nó, tức là các dây thần kinh xúc giác, thị giác, thính giác, phải 8 tiếng đồng hồ nó mới được, mới chết thiệt. Thành ra trong thời gian 8 tiếng cái cảm giác đau nhức vẫn còn. Đau nhức vẫn còn. Quý vị nhức cái đầu hay là nhức cái tai bên ngoài, quý vị dùng thuốc thoa nó hết, thì có cái mục ghẻ thì nó đau. Nhưng mà nhức cái dây thần kinh thì quý vị chịu không có nổi, không có nổi, nó nhức dữ lắm. Thì đó là cái thân bên trong. Thành ra khi về cõi trời rồi
quý vị không còn sống với thân bên ngoài nữa, mà quý vị thân sống với thân bên trong rất là vi tế, thì thân đó là thân hào quang, thô tháo nhưng mà nó có hào quang. Thành ra cõi trời sắc giới đó có năm điểm mà chúng ta phải hiểu. Một là có hào quang, họ không cần mặt trời mặt trăng, ngày như đêm, chỉ là sống dưới mặt, dưới trời, dưới ánh sáng của mình. Cái thứ hai nữa là khoa trên đầu, họ có giác khoa bên đầu mà ảnh hưởng cái nhân điện của họ qua nó tươi mãi, mà hãy qua héo là họ sắp chết. Cái hào quang mà mờ thì họ sắp chết. Kêu bằng ngũ tướng suy, năm cái tướng đã suy rồi, rồi là họ biết trước anh chết của họ. Một là hào quang trên đầu, hai là hào quang, hai là khoa trên đầu, ba là cái thân họ không bao giờ dính bụi. Mình đi ra đó, cái thân nó dính bụi, họ không có. Bụi nó rớt cho mình là rớt xuống hết. Cái thứ tư là họ không bao giờ có mồ hôi. Đấy, mồ hôi nịnh rinh ra rồi là họ sắp chết. Cái thứ năm là họ tắm nước không bao giờ dính mình, khỏi lao gì hết. Đó là năm điều ở cõi trời sắc giới, coi trong kinh thì biết. Tôi nói là quý vị không, không tin, không hiểu đâu. Nhưng mà khi ngồi thiền lâu, sau quý vị sẽ thầm hồi cái cõi đó. Mà nếu nhập thiền quý vị ngồi được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì chết quý vị sẽ về cõi đó, và quý vị sẽ thầm hồi được cõi đó. Tôi dùng chữ thầm hồi đó, tức là hiểu biết một cách âm thầm mà không thể diễn tả cho người khác hiểu được, thì người đó cũng phải nhập định vào cảnh giới đó. Trong duy thức thì nó rành về cái đó. Thành ra quý vị phải ngồi thiền ít nhất là 2 tiếng đồng hồ trở lên, rồi tới 7 tiếng, 9 tiếng. Đây là cõi trời dục giới, chưa có thấy được cõi trời sắc đâu. Còn nếu quý vị mà nhập định được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì quý vị, cái tâm quý vị sẽ trở về cõi trời đó, nhưng mà cái thân vẫn là người. Xả ra thì mang thân người, còn nhập vô thì quý vị thấy được cõi đó. Mà khi quý vị chết trong lúc nhập định đó thì quý vị sanh về đó. Tâm là trời, dục dời sắc giới, thân cũng cõi trời sắc giới luôn. Thì ở đó quý vị sẽ có hào quang, quý vị sẽ có bông hoa gắn trên đầu, và mồ hôi không bao giờ có, và bụi cát không bao giờ dính mình. Thành ra kêu năm tướng si là hào quang mờ, hoa trên đầu nó héo, hoa nó sống nhờ cái thần lực của quý vị, nhờ cái thiền định của mình, thì nó sống hoài, nó sống bằng cái năng lực của thiền định. Mà khi năng lực yếu rồi thì nó phải mờ, nó héo. Thứ nhất là hào quang mờ, tức là cái định lực, cái nhân điện mình mờ rồi thì cái hào quang nó không còn sáng nữa, tức là mình gần đứt, đứt bóng đấy, tức là gần chết. Cái thứ hai là khoa trên đầu nó thiếu cái điện lực thì nó mờ, nó héo. Cái thứ ba là cơ thể bắt đầu dơ, ra mồ hôi. Cái thứ tư là bụi đóng vô cơ thể. Mình bây giờ bụi là dính, mà có mồ hôi thì hôi rình thôi, nó ra thành cục đất nhỏ nhỏ thôi. Và cái thứ năm là đi tắm nước dính mình. Cái gì giờ tắm là phải lau thôi, còn cõi trời người ta nước không có dính mình. Đó là năm điều tướng tốt của cõi trời sắc giới. Mà hưởng hết phước rồi thì bắt đầu là nó ngũ tướng suy. Thì trong kinh kể là có nhiều vị trời người ta khôn, hãy suy người ta biết chết, người ta lợi lễ Phật, nhờ cái từ lực của Phật gia hộ họ sống khỏi trời lại. Nhưng họ tu qua Phật rất khó. Tại sao vậy? Vì khỏi đó sung sướng quá, cái tuổi thọ tới mấy tỷ tuổi. Thành ra Đức Phật nói những người mà giàu có khó tu, những người quá nghèo khó tu. Thành ra cõi, tôi thường nói đó, là cõi dục giới khó tu, bốn đường ác khó tu, cõi người trời cũng hơi khó tu. Cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cõi này dễ tu nhất. Rồi qua tới tứ thiền, tứ không là khó tu. Cõi này quá cao siêu, sống bằng cái bóng thức của tư tưởng. Họ sống hàng tỷ tỷ tuổi thì tu để làm cái gì? Khổ tu thì phải ngồi thiền, ăn chay thì xót ruột, mà ngồi thiền thì rác chân.
Thành ra những người quá giàu sang chúng ta coi ở cõi đời này biết, những người nào giàu quá là không tu được. Tu là phải mặc đồ bô bố, không có xe xua chân diện, không thoa son dồi phấn, không được đeo vàng gì hết. Như cái bà gì đó, tôi nói ông Nguyễn Đáng đó, đường Nguyễn Đáng đó, bà ấy có vàng bà đeo, mà tôi đầy bà ấy nói trời ơi, con nhỏ muốn đầy vàng mà không có, con nghèo lắm sư. Bây giờ con giàu rồi, con có tiền, con kia cóp mấy năm nay, bây giờ có vàng đeo sư cũng đầy nữa. Tôi nói phải đầy bà, tôi sợ đây rồi nó bóp cổ bà nó lấy chừng đó bà chết rồi tôi buồn tôi cấu. Bà nói vậy hả? Rồi sao bà bị bóp cổ thiệt, mà ngay đường Nguyễn Đáng bóp cái gì, bà la lên là bà đánh một cái, bà dứt lại cái vợ giày dây chuyền đó đứt, rồi bà cầm lại được. Tôi đi bà cảm ơn. Tôi nói bà dở lắm, bà không hiểu đạo vậy. Con hiểu mà sư, chứ không phải không hiểu, con có đi nghe pháp con biết, nhưng mà con nghèo quá, con vừa giàu mà có vàng không đeo rồi làm sao. Bữa nay nó giật con mới biết lời nói sư Linh, con cảm ơn. Tôi nói nếu mà bà chết chắc tôi khóc. Bà nói trời sư thương con vậy. Tôi nói bà thương bà, tôi thương cái ngu si của bà đó. Rồi sau này tôi đi cách tháng mấy phải lột bỏ, bây giờ đeo lại nữa. Tôi hỏi sao kỳ vậy bà không sợ hả? Nó ngứa nó, cổ nó chưa ơi, cái vàng để đó mà không đeo, bỏ để trong cất trong tủ làm cái gì, con đang đeo nữa. Thà chết thì chết, không phải đeo. Thì chúng ta thấy con người từ ngu chí ngu, bị rồi mà không tỡn. Thì thôi, tôi kể qua để quý vị biết là cái sự đau khổ của cuộc sống này là do cái vô minh, do cái hiểu biết quá kém. Thì thôi, chúng ta trở lại. Thì chúng ta nên nhớ rằng cõi trời sắc giới là sống bằng ngũ tướng, không có si, mình không có cái đó. Một là mình tu thiền định, mình có hào quang, không cần mặt trời mặt trăng. Cái thứ hai là hoa nở mình dài trên đầu, nó nhờ cái điện lực nhân điện của mình, nó tươi hoài. Rồi nó héo rồi là chấp sửa chết đấy. Cái hào quang hoa trên đầu, và mình mấy sạch sẽ, không có bụi cát nào dính. Có là cái thứ ba, trong mình không bao giờ có mồ hôi. Đó là cái thứ tư, tấm nước không bao giờ dính mình. Đó là trong kinh Tổ Lăng Nghiêm nha, quý vị coi mới thấy. Thì đó là ngũ tướng tốt. Rồi tới cõi trời vô sắc còn cao hơn nữa. Họ không có ăn uống như mình, kêu là đoàn thực. Không ăn thịt cá, cơm hay tàu hũ nữa, mà họ ăn bằng hỷ lạc. Thì tôi nói cái hỷ lạc để quý vị biết. Cái hỷ đó là cái mừng ở cái sắc thân bên ngoài. Cái lạc là cái vui mừng ở cái tịnh sắc căn dây thần kinh bên trong. Tôi kể qua một cái sơ để quý vị biết. Cũng như quý vị mà từ xa đến tỉnh xá đây, quý vị khát nước, trời nắng quá. Quý vị hỏi sư có nước không sư? Tôi nói không có. Thì quý vị hết mừng rồi. Tôi nói có. Ở đây có nước dừa mà nước đá lá xê nữa. Thì quý vị nghe mừng, nhưng mà có uống đâu. Thành đến này kêu là mừng. Trong kinh kêu là hỷ. Nó thuộc về cái sát thân bên ngoài, chứ chưa vô thân bên trong. Rồi tôi nói Phật tử đi, Phật tử đây ở xa đến, ở Sài Gòn, ở này kia, rồi xuống cái này sau, ở Vĩnh Long, rồi lên. Thôi Phật tử đem nước dừa lá xê cho người ta uống. Thì đem ra quý vị uống, nó mát cả ruột gan, quý vị không biết mình ở đâu. Nó tràn hết cái sắc thân bên trong. Thì cái này kêu là lạc chứ không phải là hỷ. Hai cái nó khác nhau xa. Thành ra cái nhị thiền nó thuộc về hỷ, lạc ít. Cái tam thiền là lạc mà mất cái hỷ, như là cái thân mất. Quý vị ngồi thiền khi đến giai đoạn đó biết là mình nhập vào tam thiền. Còn nhị thiền thì có hỷ có lạc, mà cái hỷ nặng hơn, cái lạc nó mờ mờ. Rồi khi quý vị nhập định kỹ lâu sâu, quý vị sẽ thấy mất cái thân bên ngoài, không biết mình ở đâu. Cũng như khi gặp bà mẹ điện về nói bữa năm bữa mưa rầm này, tháng bảy này tao về thăm con, mẹ về thăm con, thì mình mừng. Mà có gặp bà đâu. Rồi bây giờ bà về xuống phi trường Tân Sơn Nhất, mày ra mày rước bà cái mình thấy bà khỏe, mình nào mày ôm bà cái mình mất thân, mày không biết mày ở đâu. Mừng quá đi. Tất cả những cái lạc thọ, cái vui này nó tràn cả thân thể. Chúng ta thấy có thỉnh thoảng có trạng thái chúng ta mất thân. Mất đây không phải là biến mất cái thân, mà cái mừng, cái lạc đó nó tràn khắp hết rồi, mình không còn biết mình đâu.
Thì có ngồi thiền biết cái này, tôi nói quý vị cho quý vị kinh nghiệm thôi. Đó, khi quý vị ngồi thiền đó, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, chưa có trạng thái đó. Tới chừng cái câu niệm Phật nó nhập tâm rồi, nó vô trong ai lại ra rồi, nó đầy, nó tràn nó ra. Rồi cái tư tưởng quý vị nhận nó tống trở vô ai lại ra linh hồn, nó đầy rồi, bây giờ nó tràn ra. Rồi quý vị tống vô nó tràn ra, không có gì xen vô hết. Thì trạng thái này kêu là hỷ. Quý vị sẵn thấy một trạng thái là thân an. Thân này an, bây giờ nó không còn phóng nữa thì nó an, thì tâm hỷ. Các dây thần kinh của cái thân bên ngoài đó, nó cảm thấy mừng, thân an mà tâm nó mừng. Rồi quý vị tiếp tục niệm Phật nữa, tập trung kỹ mạnh lâu sau nữa, tiếm thị Phật nó đi vô tới cái dây thần kinh thứ hai, tức là thần kinh xúc giác. Thì bây giờ cái lạc này, cái mừng này đó, cái vui này nó tràn hết cả thân. Quý vị thấy mất cái thân bên ngoài, không còn mắt tai mũi lưỡi, còn toàn dây thần kinh bên trong. Thì cái xúc giác, mờ thần cái xúc giác cũng bị cái lạc thọ nó tràn mất hết. Trong kinh có diễn tả giống như người thợ mà thoa xà bông khắp nơi vậy đó, tôi không chờ. Thì khi nào có ngồi thiền chúng ta mới thấm thía về vấn đề kinh diễn tả. Còn nghe nghe cho mình không hiểu, mình đọc đó rồi khi mình ngồi thiền chìm lắm trong đó, mình nhớ lại lúc mình xem kinh thì nó giống hệt. Cơ bản trạng thái hỷ lạc. Thành ra trong Đại Thừa nó tóm ngắn là ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục là khi mình phóng tâm mình kéo về thì nó được cái hỷ lạc, còn nó phóng nữa thì mất, kéo về nó được hỷ lạc. Rồi định sanh hỷ lạc là bây giờ nó không còn phóng nữa, mình chìm đắm trong cái sắc thân này, thân an tâm hỷ. Rồi tới giai đoạn thứ ba là ly hỷ diệu lạc, bỏ cái hỷ, bỏ sắc thân bên ngoài, chỉ chìm đắm trong sắc thân thứ hai. Ly hỷ diệu lạc là ở trong cái thân lạc, tâm lạc. Hồi nãy là thân an thì tâm hỷ, chứ không phải lạc. Thân an thì cái tâm nó mừng. Bây giờ thân lạc, tâm lạc. Cái thân nó vui thì cái tâm vui theo. Thân với tâm còn có một thôi. Thì cái này kêu là tam thiền. Rồi tới cái thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Bỏ hết cái thân ngoài, thân trong, chỉ còn sống bằng tư tưởng 100%. Thì trạng thái này là độc đáo đấy. Trạng thái này kêu là bất động địa, tam tai không động đến người nhập tứ thiền nữa. Thì cái này nó tương tự như Bất Lai, thánh thứ ba. Mà thánh thứ ba thì không có nhập, không có xuất. Còn cái này phải nhập, phải xuất. Niệm Phật đếm 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trong trạng thái niệm Phật. Ra khỏi trạng thái chìm đắm thì phải có nhập vô đó. Rồi nó xả ra mới trở lại tam thiền. Là khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trong đó, ra khỏi trạng thái chìm đắm. Rồi trở lại nhị thiền. Lắng nghe tiếng niệm Phật từ ai lại ra tống vô, rồi chìm đắm trong đó, rồi ra khỏi trạng thái chìm đắm. Rồi trở lại sơ thiền. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, mình chìm đắm trong đó, ra khỏi trạng thái chìm đắm. Thì có nhập, có xuất. Nếu mà nhập có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 70 năm, thì chúng ta sẽ hưởng cái hỷ lạc trong đó. Thì trạng thái này trong kinh kêu là xúc thực. Còn chúng ta bây giờ ăn kêu là đoàn thực. Xúc thực thì không có chết nguyên con. Khi mình biết ngũ tướng si thì mình biến mất. Mà chúng ta thường kêu danh từ là tàn hình. Tàn hình. Thì tôi nghĩ là sư trụ mình đang qua lúc đó chắc ngày tàn hình. Chết rồi không có cái thây. Cho tới Quỳnh Phú Sổ vậy cũng vậy. Mất luôn cái thây. Hai ngày không có xác. Chỉ nó mờ 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 rồi nó biến mất. Thì cái đó chúng ta kêu là tàn hình. Nhưng mà không phải là trí tuệ nha. Cái đó thuộc về thần thông. Thì trạng thái tam thiền, tứ thiền nó giống hệt như Bất Lai.
Bất lai, lai là cái ly nước mà không có cản cáo. Còn tứ thiền là do đè xuống lóng, lóng phèn, cản cáo nó lóng xuống, nó ngủ ngậm ở dưới. Nhưng mà cái trong thì hai cái trong giống hệt nhau. Nhưng mà tứ thiền không có điều kiện là không nhập được. Phải có phèn, phải để ly nước yên, nó mới lắng xuống. Còn bất lai bây giờ lắc gì lắc thì nó vẫn trong thôi. Hai cái nó nhát vào một tích thiếu đó, mà nó khác rất xa. Một cái thuộc về trí tuệ bát nhã, một cái thuộc về tư tưởng thần thông. Thì tôi muốn quý vị cho hiểu cho rành, nếu mà có nhập vào tam thiền tứ thiền, tới tôi bây giờ tôi cũng không rành nha. Tôi nói trước là tôi, cái lý thuyết là tôi vậy đó, nhưng mà tôi lọt vào đó tôi không biết. Như mấy vấn đề tôi kể mà tôi bị bệnh trĩ đó, khi nó đau quá thì tôi lắng nghe, nhìn thẳng vào nó, thì tôi biết đau, thì cái biết này không đau. Thì tôi không biết cái biết này nó thuộc về bát nhã hay tư tưởng. Tới bây giờ tôi mới sợ. Bởi vì như tư tưởng tôi nhập vào tứ thiền rồi, nó cũng giống hệt thôi. Nó tập trung kỹ mạnh lâu sâu thì có thể lắng nghe cái đau, nó tập trung vào cái đau, nó không để ý tới cái đau, nó chỉ ở cái trạng thái tỉnh thức thôi. Thì tam tai là gió bão cho tới nước ngập cho tới lửa cháy, không đụng tới người tứ thiền. Các ngài song sống bằng cảm giác, không sống bằng thân bên ngoài, không sống bằng thân bên trong nữa. Các ngài chỉ tập trung mạnh kỹ lâu sâu vào tư tưởng thôi. Còn bất lai đâu có tư tưởng, có tư tưởng mà mắt ngài hoàn toàn là sự yên lặng thôi. Thì yên lặng này với cái tứ thiền mà lắng trong những cái cảnh có xuống này giống hệt cái yên lặng thôi. Làm sao phân biệt? Thành ra quyền giác cũng ở trạng thái này mới đi tìm vệ năng để thọ ký ấn chứng cho mình là đúng. Còn tôi giờ tìm ai? Đành thôi. Nếu mà trúng thì thành Phật, mà trật thì thành ma. Thành ra tứ bát nhã là yết đế thôi. Cứ tu, cứ tu, đừng có cho mình chứng đắc. Đạo Phật từng nói là hãy đi là sống, mà đã đến thì chết. Thì trong kinh dịch cũng vậy, vị tế vô cùng mà ký tế dĩ tận. Thì cái gì mà đến rồi cái đó chết. Vô thường, thì chính vô thường mới làm cho cuộc đời này linh động. Mà nếu cuộc đời này không có vô thường thì làm sao bông hoa nó nở, làm sao mình lớn lên? Mà chính vô thường lớn lên thì mới có chết. Mà nếu không có sanh già, không có thay đổi, làm sao có chết? Dòng nước mà đứng lặng đừng có sống, thì đó nước bạn của A-la-hán. Mà nước không sống là nước động, nước động là nước chết. Bồ-Tát ta trở lại cái sống, mà ta luôn luôn nhận thấy mình là dòng nước. Trong cái sinh diệt biến chuyển này, ngài thấy cái bất biến trong đó. Mà chừng đó ngay cái sinh diệt nhận trở về cái bất sanh bất diệt. Mà nếu giữ cái bất sanh bất diệt thì cái dòng nước là nước chết. Ngài trở lại làm sống linh động theo đó, nhưng mà đừng dính mắc vào sống, tức là tùy thuận trong đó, vẫn thấy mình là bất biến. Thì cái đó mới qua đạo, qua quả Như Lai được. Còn chúng ta bây giờ theo sống, cho sống là tôi, sống con chó, trâu, người ta, sống địa ngục, ngạ quỷ, sống cõi trời là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Thì chúng ta phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết, phải khổ đau dài dài. Còn các bậc thánh thì ngay trong cái sanh già bệnh chết, ngay con cái sống con chó, con bò, người ta luân hồi, các ngài nhận được cái bất tử nằm trong đó. Nhận được cái dòng nước trong đó, trước các ngài không phải là sống. Nhưng mà dòng nước ở đâu? Ở ngay trong sống. Mà nhận lại thì không có pháp môn. Mà muốn pháp môn là bắt đầu có vấn đề. Mà vấn đề là bị gạt. Vấn đề là đổi cái lượng sống khác, chứ không thể mà nhận được. Nếu nhận lại ngay cái sống mà nhận được cái dòng nước, ngay cái bất tử trong đó, thì nó không có pháp môn. Mà không có ông thầy nào dạy mình được hết. Do mình tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Mà nhận được thì nhận không được thì thôi. Chứ đâu có làm, ông thầy không làm, ông Phật cũng không làm gì được hết.
Cái chỗ đó là cái chỗ đau đớn, cái chỗ nhức nhối nhất của tôi và tất cả các thiền sư hồi xưa. Ông Phật, tất cả thiền sư giúp đệ tử là không thể chỉ đệ tử như thế nào là nhận lại. Con nhận được thì nhận không được thì thôi. Thì hãy mình bám cái gì là cái này chặt bỏ hết. Mà tư tưởng hãy nó bám hết cái này thì nó bám cái khác. Hãy địa ngục nó bám thì nó thấy đau khổ, nó tiến lên ngạ quỷ. Thì ngạ quỷ dứt nữa nó tiến lên cõi người trời. Người trời dục giới nó tiến lên sắc giới, tiến lên vô sắc giới. Thì bỏ cái xiềng này nó ôm cái xiềng khác. Đức Phật nói các con phải giữ giới nha mới đi tới Niết Bàn được, ôm lấy cái giới. Sau nó giới chướng ngại cho con đường giải thoát nha, thì bắt đầu nó bỏ giới thì xuống bốn đường ác địa ngục nữa. Hãy nói có thì chấp có, nói không thì ôm lấy cái không. Chúng ta thường ở trong đó. Hãy đặt vấn đề rồi cái chúng ta đổi vấn đề khác cao hơn, rồi rầy cái chúng ta lên vấn đề khác cao hơn nữa. Rồi Đức Phật dứt hết mọi vấn đề thì nói trời ơi, vậy con làm sao sống? Không có vấn đề con làm sao sống được. Sống là con phải dính mắc cái ghiền một cái gì, cho phải có một cái gì cho con nắm níu. Dứt hết là con sống với ai? Thì cái đó thường lầm dứt hết, nhất là người Tây Phương nó sợ cái không của Phật giáo. Địa ngục ngạ quỷ là không, tức là ngoan không, không có một cái gì hết. Không là không trơ, không ngoan. Thì cái đó không phải là đạo Phật. Còn tới chúng ta cái không đó là chai lì, vững dưng. Sau này tôi sẽ nói về cái đó. Thì cái đó kêu, trong kinh nó thường kêu là vô minh. Có chỗ kêu đó là vững dưng. Có chỗ kêu đó là hiện lượng tánh cảnh. Có chỗ kêu là bất lạc, bất khổ thọ. Nó khổ là cái danh từ. Rồi nếu chúng ta đi vào 15 mạng chúng sanh, chúng ta mới thấy cái chỗ sai lầm của từng chúng sanh. Như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì cái hiện lượng tánh cảnh, cái vô minh đó là chưa biết cái gì hết. Rồi thì chúng ta nên biết cái đạo Phật nó rất khó chỗ đó. Thì tôi muốn quý vị biết cái 15 hạng chúng sanh và tu tập như thế nào để chúng ta có thể chuyển nghiệp. Thì cái đó dễ thôi, cái đó là 62 tôn giáo hồi xưa giờ tôi tu theo đó. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời, Ngài không muốn vấn đề lẫn quẩn đó, chứ cải sửa hoài. Từ cái xiềng cây, xiềng sắt, rồi xiềng chì, xiềng đồng, xiềng bạc, Ngài không muốn qua tới cái xiềng vàng kim cương thì yên trí ở đây. Mà nó không được, phải bỏ xiềng. Mà bỏ xiềng mình quen là có thầy, có pháp môn, có từ từ, có lai rai, có vấn đề. Rồi giờ dứt hết vấn đề con sống với ai đấy? Thành ra mình phải nhớ Đức Phật giảng rất rành, là ở địa ngục đó không vấn đề là ngoan không. Chết rồi hết, không có linh hồn, không có gì hết. Mà thật sự đâu có cái gì ngon không. Khi mà mình chết thì cái thịt này, thịt xương da thành ra đất, nước mắt, nước mũi, mồ hôi thành ra nước. Nhưng mà thành ra đất thì cây mít ở bên đó mình trồng đó thì nó lấy đất nó ăn, nó thành ra trái mít. Không có cái gì là không, không có cái này thì sẽ có hình tướng khác. Cái đó là khoa học rất rành. Rồi nước, nước mắt, mũi, mồ hôi mình khi mà chết thì thành nước, hoặc là mình tiểu ra thì nước tiểu này bỏ ra, nó phải là không. Mình pha nước rồi mình đi đổ vô mấy cây, nó hút lấy cái này, nó làm những chất bổ của nó. Thì chúng ta thấy hệ không có cái này thì sẽ có cái khác. Thì cái không đó kêu là chuyển biến, chuyển nghiệp. Thì khi mình chuyển nghiệp là có cái tư tưởng cao thì nó sẽ lên cao. Thì cái hoàn cảnh sẽ di tế, sẽ đẹp đẽ, sẽ hạnh phúc là do cái tâm mình cao thượng. Mà cao thượng thì vẫn là cao hơn cái thấp. Sung sướng hạnh phúc là hạnh phúc hơn cái khổ đau. Xiềng vàng nó quý hơn xiềng cây, xiềng sắt, nhưng mà vẫn là xiềng. Chính Thái tử Đạt Đa đã thấy cái chỗ đó mà bứt hết xiềng. Thì
thì chúng ta thấy bức thì chúng ta phải có một cái vấn đề, phải có một phương pháp và cách thức để bức. Mà phương pháp cách thức lại là một cách thức khác của cái chuyện. Thế là chúng ta cứ ở trong cái dòng lẫn quẩn hoài. Thành ra Đức Phật mới nói khổ không phải là sanh già bệnh chết, mà là do cái thói quen cải sửa, thói quen đặt vấn đề. Hãy có vấn đề là có đau khổ. Mà cuộc sống không vấn đề, mà làm sao con thấy là không vấn đề, thì làm sao tức là đòi cái khuôn khổ nữa. Chúng ta phải quán, ngồi quán hoài mới thấy cái lẫn quẩn đó. Thì bây giờ phải thấy rõ. Mà làm sao thấy rõ, mà làm sao nữa thì không có thấy rõ. Muốn thấy rõ phải dừng lại. Mà làm sao dừng lại thì lại lọt thấy lẫn quẩn nữa. Thì khi nào chúng ta nhìn vào sự vật mà chúng ta đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng tìm kiếm gì hết, thì chúng ta thấy cái dòng biến chuyển của nó. Chẳng hạn như chúng ta bây giờ giống như là sống với nước này. Tôi cho sống đó là hiện tượng giới này, là cái làm sao đó. Muốn cải sửa lượng sống này qua lượng sống khác thì phải có làm sao. Nhưng mà dòng nước thì nó không có tướng, nó đâu có tướng gì đâu. Nó chỉ là có cái hình trôi chảy vậy thôi, mà nó là nền tảng tạo ra, nền tảng mà sống nương nó để tạo ra. Bây giờ từ sống làm sao trở lại dòng nước? Không được. Sống mà trở lại nhìn thấy dòng nước là không có cách thức nào về đó được hết. Sống nó vốn là sao động, nó là tướng, mà dòng nước thì không có tướng. Mà lấy cái thô tháo cái tướng mà đi tìm cái không có tướng, làm sao tìm được? Không thể làm cái đó được. Như vậy làm sao mà từ sống mà con nhận được nước đây? Mà nó nhận lại thì đâu có, đâu có pháp môn, đâu có cách thức nào. Cái khó khăn của chúng ta là từ đó. Thì Đức Phật nói bây giờ các con phải đi được nhị thiền. Cái thức trong sáng các con mới hiểu rằng tất cả pháp môn, tất cả tư tưởng để tìm về cái dòng nước linh hồn. Không có sống, không có cách thức. Khi nào tất cả sự tìm kiếm chết liệm hết tất cả suy tư, con không còn mong cầu để tìm kiếm nữa, thì bây giờ cái dòng nước nó hiện ra. Chứ các con không thể đi tìm dòng nước. Khi các con thấy cái bất lực của tư tưởng, bất lực của chữ làm sao, mà biết bất lực rồi thì các con không còn mong cầu gì nữa. Thì tất cả những cái lượng sống này, lượng sống lớn là mong cầu, là vấn đề. Mà mới biết vấn đề là bất lực, là mong cầu là bất lực, thì tự nhiên nó im bặt xuống. Tất cả những cái sống lăng tăng sao động đều không còn sống nữa. Thì đó là gì? Là dòng nước. Các con không thể đi tìm dòng nước, các con không thể đi tìm niết bàn, không thể đi tìm cái bất tử. Mà bất tử sẽ đến với con khi con không còn mong cầu nữa. Mà khi nào mình mới không mong cầu? Thì cái này là cái khó khăn, cái nhức nhối của những người tu. Thành ra quý vị phải thông minh. Mà khi nào mới thông minh? Thông minh cũng là tư tưởng. Mà thông minh mới thấy rằng thông minh bất lực. Người khôn mới biết cái khôn là cái ngu. Còn người ngu thì muốn trở nên khôn. Mà người khôn thì biết tới đây là hết rồi. Nếu mình khôn nữa là mình trở thành ngu. Cái khôn không giải quyết vấn đề. Tất cả những tư tưởng, những kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi, những cái cao siêu của mình đều là chó ăn, không, nó chướng ngại con đường giải thoát. Thì khi đó tất cả đều im bặt xuống, thì cái dòng nước tự nó hiện ra. Tôi nói là quý vị về phải ngồi thiền ít nhất cũng 2 tiếng, trở về với mình rồi ôn lại những lời tôi nói. Quý vị không thể đi tìm niết bàn, chắc chắn là vậy. Bao nhiêu thiền sư hồi xưa giờ ta cũng đau khổ vấn đề đó. Chừng nào quý thị đấy là cái đi tìm, cái tư tưởng mà đi tìm, tất cả pháp môn đều dối gạt. Dầu tịnh độ, dầu thiền tông, dầu minh sát tệ, dầu tứ niệm xứ đều là sự dối gạt. Khi biết vậy rồi tất cả những cái này nó im bặt xuống. Mà sống im bặt thì đó là cái gì?
Đó là niết bàn, đó là dòng nước. Dù còn đặt hỏi khi nào nó mới im bạc sư thì chết nữa, thì chúng ta lẫn còn nữa. Thành ra quý vị ít nhất cũng phải tới nhị thiền của sắc giới, rồi có một sự trăn trở, một sự thao thức, sự bất mãn cùng tột, rồi một cái phút nào tất cả những cái tư tưởng nó đều chết liệm đi, suy tư tư tưởng im bặt đi, thì cái niết bàn nó hiện ra. Mà quý vị được một lần rồi, quý vị kinh nghiệm rồi, sao quý vị muốn, quý vị hướng tâm là nó hiện liền. Cái tập trung nó khác, còn cái chú tâm nó khác. Chú tâm là không làm gì hết. Khi mình biết là tất cả mọi suy tư, mọi vấn đề đều là dối gạt, thì vấn đề nó im bặt. Im bặt chứ không phải diệt nó. Thì cái dòng nước nó hiện ra, khi không có sống thì nó hiện ra. Mà làm sao không sống? Nếu làm sao thì càng thêm sống nữa. Không làm sao hết. Không làm sao, làm sao tu? Thì bây giờ chúng ta cái tư tưởng mình cứ đặt vấn đề mãi. Thôi tôi nói vậy thôi, quý vị về cố gắng. Tôi nói tới tận cùng là như vậy. Thành ra mấy người mà nhận được cái Phật tánh rất là ít. Chỉ nhờ cái Phật lực từ bi rất là rộng lớn của Đức Phật Thích Ca, của chư Phật, gia hộ mình dễ nhận lại. Còn tự lực mình thì rất là khó. Do đó Đức Phật Thích Ca mới nói thời mạt pháp này các thánh tăng người ta ẩn hết. Thời này là thứ ngu si ra không, mà vật chất lên ngút trời. Cái lòng tham con người thì ai cũng có, thời Đức Phật cũng có. Nhưng mà những cái mồi, những cái đối tượng cho lòng tham thời Đức Phật rất ít. Thời này nó tràn đầy. Tôi ham vàng, tôi ham tiền. Mà nếu không có vàng, không có tiền thì lòng tham tới làm sao cởi được? Có hột giống mà không phân, không đất nước gì là hột giống này làm sao nảy mầm? Thời Đức Phật là như vậy. Chúng ta thấy đâu có điện, đâu có radio, đâu có TV, đâu có truyền hình, đâu có tiền bạc, đâu có mà những cái tiện nghi như bây giờ, máy bay, tàu lặn gì, có điện thoại di động, bởi vì có thần thông hết. Cái đó là cái chướng ngại trên con đường giải thoát. Bây giờ con dục bỏ chứ còn ngu nữa. Cái thời nó vậy mà chống lại cái thời đó thì làm sao mà đắc bỏ được. Thành ra bây giờ thế giới văn minh là người Tây phương văn minh nhất, đầy đủ tiện nghi để mà hưởng thụ. Mà nếu tiện nghi rồi thì nó che mất cái chân tâm. Đó là tất cả những kiến thức kinh nghiệm dồi dào. Mà chính cái kinh nghiệm kiến thức này đã che mất, nó là những cái lượng sống, nó che mất cái dòng nước. Thì làm sao ngay những cái sống này, sống rào rạt, sống ác ôn này, nó nhận lại cái dòng nước, làm sao nhận nổi? Muốn nhận là phải sống đời sống thanh tịnh, ít muốn biết đủ. Rồi bây giờ làm sao mà ít muốn được? Trời ơi, vật chất nó trước mặt tôi đó, nhưng mà tôi là cám treo để tôi nhịn đói, để heo nhịn đói. Thành ra chỉ có chư Phật ra đời thì mới mai đã giúp cho mình dễ nhận lại. Chúng ta thấy hồi thời Đức Phật đó, người tu không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, ngài đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây. Câu này của Phật Thích Ca thì mới dễ nhận Phật tánh, mà lại gần cái mặt trời nữa. Còn bây giờ mặt trời đã lặn, trăng cũng không có, đêm không trăng không sao. Chúng ta bây giờ là những cái đêm không trăng sao. Mọi người đi sờ sắm, sờ soạn đi tìm niết bàn, càng tìm càng xa. Niết bàn chỉ đến khi mọi cái sự ham muốn mình nó im bặt đi. Chính ham muốn che cái chân tâm. Ham muốn là những cái lượng sống, mà lượng sống càng nhiều thì cái dòng nước chúng ta không bao giờ thấy được. Bây giờ làm sao bớt ham muốn? Làm sao là chúng ta đổi cái ham muốn khác nữa? Thì đổi cái lượng sống khác nữa thì cái dòng nước không bao giờ thấy được. Nó ở đâu? Ở ngay trong cái ham muốn. Mà khi ham muốn im bặt lại thì nó hiện ra. Mà làm sao cho ham muốn im bặt thì lại lọt vào cái ham muốn cao thượng hơn. Cái bài pháp tôi thì hơi khó hiểu đấy. Thì quý vị phải nghe nhiều lần, và xin quý vị về phải có thì giờ để ngồi thiền. Ở đây thì có cái băng thâu gì đó, nghe lại,
nghe ít nhất cũng 3, 4, 50 lần, chứ không phải một lần nha, tôi xin thưa, nó khó hiểu đấy. Rồi phải suy gẫm ngầm sâu, rồi tôi sẽ lặp lại bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mà cũng vậy thôi. Rồi lần lần quý vị mới thấm, rồi quý vị mới nhức nhối vấn đề giải thoát, rồi quý vị mới là trăn trở. Tôi dùng chữ trăn trở đó, thấy trong kinh cái văn từ đó hay, tức là tối ngủ được cái trăn trở hoài, tức là mình thao thức hoài con đường giải thoát này, thì nó thấm vỡ lại ra, rồi một ngày nào đó nó hiện ra. Rồi ngày nào đó tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi của mình nó im bặt, nó chết liệm suy tư tự nó, thì chừng đó cái niết bàn sẽ đến với mình, mà mình không phải đi tìm nữa. Thôi vậy, trước khi dứt lời một lần nữa, tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta, nhưng toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.